À, xin chào các bạn, đây là cây cỏ may mắn hình ngôi sao của mình. Chỉ sau 10 ngày thì những cây cỏ may mắn đã mọc đầy, phủ kín hết và nó thành hình ngôi sao như thế này. Sau khi gieo hạt xong thì mình dùng một cái bịch ni lông trong suốt để trùm cây may mắn lại và đặt vào nơi ươm. Đây là cây may mắn hình ngôi sao của mình sau 2 ngày ươm. Chỉ sau 2 ngày ươm thì mình thấy đã có nhiều hạt nảy mầm. Sau 4 ngày ươm thì mình thấy đã có rất là nhiều hạt nảy mầm, cho nên mình sẽ mở bịch ni lông ra. Trong thời gian trùm bịch ni lông thì mình không tưới nước. Sau khi mở bịch ni lông ra thì mỗi ngày mình tưới nước phun sương cho nó một lần. Cũng như những lần trước, mình dùng hai chậu mụn dừa hay còn gọi là sơ dừa, nửa chậu phân bò, nửa chậu phân trùng quế, mình trộn đều lại. Sau khi trộn xong thì mình tưới nước cho chúng ướt đều. Mình lấy một cây tre hoặc cây trúc đã khô và thẳng để làm trụ, dài khoảng 40cm. Mình chẻ một thanh tre nhỏ dài khoảng 10cm để làm chuẩn, để đo chiều dài cánh của ngôi sao. Mình tạm gọi thanh tre này là cây thước. Khi cắt cánh ngôi sao thì mình chỉ cần đo theo chiều dài của thanh tre này. Bây giờ mình sẽ cắt cánh của ngôi sao. Mình đo dài hơn cây thước làm chuẩn một chút để chừa chỗ buộc vào cây trụ. Mình sẽ cắt ra 4 thanh tre như vậy để làm cánh cho ngôi sao. Mình dùng cây thước để xác định vị trí buộc cánh của ngôi sao vào. Như thế này là vuông góc, mình dời lên một góc khoảng 30 độ. Sau đó mình dùng chỉ để cố định lại. Thank you.
Bây giờ mình sẽ làm cánh thứ ba. Như thế này là vuông góc. Mình xây xuống dưới một góc 45 độ và cũng buộc chỉ lại. Tương tự cho cánh cuối cùng. Sau khi xong thì mình dùng cây thước để đo và cắt lại cánh của ngôi sao cho bằng nhau. Sau đó mình đắp đất lên và buộc chỉ lại. Ở những vòng đầu tiên các bạn quấn nhẹ nhàng để cho đất nó dính vào cánh của ngôi sao trước, sau đó mới quấn chặt hơn. Các bạn lưu ý quấn chỉ phía trên đỉnh như thế này. Các bạn cũng làm tương tự cho các cánh còn lại. Sau đó mình đắp đất thêm để ngôi sao được cân đối hơn. Và cũng quấn chỉ lại. Mặt bên này mình cũng làm tương tự.
Bước tiếp theo mình sẽ phủ lên ngôi sao một lớp phân trùng quế mỏng. Mình thêm nước cho phân trùng quế nó sệt sệt như thế này. Nếu như không có phân trùng quế thì các bạn có thể dùng phân bò hoặc là phân dê đã ủ hoai cũng được. Sau đó mình gieo hạt cỏ may mắn lên. Hạt cỏ may mắn chính là hạt thanh long. Các bạn nào chưa biết cách lấy hạt thanh long trồng cỏ may mắn thì có thể vào phần mô tả của video này, sẽ có đường dẫn đến video hướng dẫn lấy hạt thanh long trồng cỏ may mắn mà mình đã làm. Các bạn gõ nhẹ như thế này để hạt dính chặt vào lớp phân trùng quế. Ở những chỗ khó gieo các bạn làm như sau. Khi ngón tay của bạn đang ẩm ướt, bạn đặt tay vào chén hạt thì hạt nó sẽ dính vào ngón tay. Sau đó bạn chạm tay vào chỗ cần gieo thì hạt nó sẽ dính vào đó. Sau khi gieo xong thì mình sẽ tưới nước. Mình tưới phun sương thôi. Nếu như tưới mạnh thì hạt sẽ văng ra ngoài. Sau đó mình trùm lên nó một cái bịch ni lông trong suốt như thế này, giúp nó nhanh nảy mầm. Để ươm cây may mắn cho đẹp thì các bạn xem lại video cách ươm cây may mắn có dáng thấp và đẹp.
Để ghim cây vào chậu thì mình bẻ miếng xốp cho vừa chậu, sau đó nhét vào. Miếng xốp này mình bẻ ra từ thùng xốp. Mình làm hai lớp. Mình đo và cắt nhọn cây trụ, sau đó ghim vào. Mình chèn thêm sỏi vào chân của nó cho chắc chắn. Sau đó mình rải sỏi vào,